Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút hôm qua tại một ngôi nhà đang xây dựng ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm tối qua thì đã có một người tử vong và 10 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Thông tin của chương trình 60 phút về vụ tai nạn này. Theo đó, nhóm công nhân hơn 11 người đang thi công căn nhà ở địa chỉ trên thì bất ngờ cơn mưa lớn kéo theo gió lốc ập đến khiến căn nhà bị đổ sập. Nhiều công nhân không kịp thoát ra ngoài. Tại hiện trường, căn nhà đang xây bị đổ sập hoàn toàn, nhiều vật liệu, đồ đạc bị chôn vùi trong đống đổ nát. 11 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó có một người bị thương nặng đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, 10 người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện Bình Tân.